À, hôm nay Nhật Đức qua đây tặng cái máy nghe pháp nhỏ cho các cụ nghe. Chiếc máy nhỏ này rất là tiện các cụ, vừa cũng nghe niệm Phật được mà cũng nghe pháp được luôn, cũng hơn ngàn buổi pháp trong đấy các cụ ơi. Cụ đi xung quanh đồ hoặc là đi quét lá cây hay là ngồi chơi gì đó, cụ đều nghe được mà nó gọn lắm. Nè, lấy ra giùm coi, lấy cái máy ra giùm cho cụ coi. Nên tặng cho mấy điểm chùa bên kia ở này, tặng cho các cụ vì bữa lễ đông lắm các cụ, đông lắm rồi mấy bà cụ phải lụp cụp rồi bà chen chen vô bà lấy rồi té gãy răng mất công. Đúng không? Nên, bữa nay tặng cho các cụ đi. Nên thường trụ là xong hết. Tới bữa 21 và bữa cuối cùng lễ viếng Quan Âm á, là buổi chiều khoảng 3 giờ rưỡi là tặng cho Phật tử. Những đức có sắp hai cái đoạn đường đi vô trong cái nhà tôn lại Quan Âm, là người ta đi vô luôn, là mình đi ngang qua mình tặng cho nó ổn định. Nè, cái máy nhỏ như này các cụ, cái xíu à, gọn hơn luôn. Chỉ có một nút ở trên, gạt qua là hát. Còn cái cộng là lớn. Cực Lạc Tây Phương, đây là người đại phước báo nha quý vị. Cái máy lớn vậy đó cậu. Nên khi mỗi một người chúng ta được có chiếc máy nghe pháp này, nó lớn lắm mới cậu. Rồi ở trong mỗi cái máy nó có cái tấm giấy, nó chỉ mình, hướng dẫn mình. Ví dụ như điệu niệm Phật số mấy, ví dụ như điệu niệm Phật là số, ví dụ như là 1234, ví dụ như đi, thì mình bấm 1234, bấm nhanh cái nào nó ngay cái số niệm Phật đó liền. Rồi lúc mình cần nghe pháp thì mình bấm lại số 3, số 4 như tùy mình. Thì mình cứ nghe pháp hết bài này nó qua bài khác, từ từ vậy đó. Lúc nào mình thích nghe niệm Phật thì mình bấm lại ngay cái số mà ở trong cái máy này nè, ở trong cái bịch máy nó có cái tấm giấy hướng dẫn mình, xài rất là tiện. Nhưng mà Nhật Đức thấy âm thanh rất là hay, vừa bật cái các cụ nghe hay ghê lắm, âm thanh nó rõ ràng vô cùng luôn. Mà nó nhỏ xíu rồi, các cụ đeo cái máy này nó bự cái máy niệm Phật cụ một chút à. Mỗi người đó, chúng ta nên trân quý. Nó tuy là cái giá trị không bao nhiêu tiền, nó rõ vậy đó các cụ. Nên tuy chiếc máy gì thôi chứ nhiều đứa đặt cũng khó lắm các cụ ơi. Cái mẫu máy này là mẫu máy đầu tiên đặt từ bên nước ngoài đem về các cụ. Nếu mà ở đây chắc là cái máy này người ta ra mà với cái thẻ này luôn chắc cái mấy trăm ngàn. Nhưng mình đặt bên đó thì cái nó tầm trăm mấy chục ngàn các cụ. Mà chiếc này nhiều đứa đặt 30.000 cái. Thì trước nhất là tặng cho các cụ thường trụ đồ ổn định hết. Rồi còn nhiêu là tặng cái ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Chùa mình bây giờ đông lắm các cụ. Người già khắp nơi nơi người ta về ở đông lắm. Các điểm chùa như bên Hộ Pháp bây giờ là không có chỗ ở. Hết chỗ ở. Còn Đại Tùng Lâm với chùa mới, mà chùa mới bây giờ đông dữ lắm đó. Nên mỗi một cụ mình được ở đây như hồi sáng những đức mới đưa một cái đám lên đài quả táng các cụ, mình thấy cuộc đời con người ai cũng sẽ ra đi các cụ, nhưng mà thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là được quý thầy làm cái đám đưa đi. Nên các cụ thí dụ như ở đây đông đúc, có khi ở đông nó cũng có cái khó một chút, nhưng các cụ cố gắng. Thật sự mà nói, có khi nhiều người ta ở nhà, người ta được con cái lo đầy đủ, nhưng mà cuối đời con nó không biết lo. Mà cái cuối đời của mình là cái việc mà giải thoát cuộc đời, mà con nó không biết lo. Còn mình ở đây tôi ở chặt chút, nhưng mà về cái tâm tư của cụ là nhiều cụ vui lắm á. Tại vì mình không có bận tâm nặng nề. Có nhiều người ta ngoài đời nào là người ta lo tiền dưỡng già, rồi bệnh hoạn, rồi chết chóc tùm lum. Còn giờ đây các cụ chỉ cần ở đây niệm Phật thôi. Còn chùa thì hòa thượng xây, còn cuộc sống ở đây những đức lo hết trơn các cụ ơi. Ở đây còn sắp mỗi tuần chủ nhật
mấy chú tổ chức sinh hoạt cho các cụ, có không các cụ? Mà vui không các cụ? Ở đây như chú Tâm, chú Nhân đồ, chú Trung đồ, rồi mấy chú đồ, thấy lo lắng các cụ, thấy được không các cụ? Không, mấy chú ông cũng có cái tâm đó. Ông lo cho các cụ, tại vì những đức hướng dẫn hết các chú nghe chứ. Như bây giờ trai trẻ trẻ mà như chú Tâm chăm các ông cụ ông, rồi chú Tâm Huệ đồ, rõ ràng là có tâm lắm á, mới chăm mấy chục ông cụ ông, mình phải công nhận điều đó đúng không các cụ? À. Rồi bây giờ chú Tâm ở đây mà chú Tâm bên coi chúng đây thì ông coi thêm 31 thằng nhỏ nữa. Trời ơi, mình ở nhà mình mà có khi thằng con trai mà mình muốn chết luôn. Ở đây 31 thằng trai nè, nhỏ nè, mà có tâm lắm, mà chịu đựng lắm, ít phiền não lắm thì mới được. Chứ gặp mà bực lên mà nắm lô tay mà tán thì thôi không có nuôi được đâu. Thiệt luôn á, phải thương dữ lắm mới cảm hóa được. Rồi ngoài này, ngoài bảo tháp ít gì cũng các cụ ở đây cả trăm nữa. Tính ra đây chắc giờ hơn trăm hả chú Tâm? 140 hả? Cái đậu vàng nhí mà giờ thành 140 người. Thấy không? Đó, nhưng mà nó cũng ấm áp, cái một cái nhà ăn cũng gọn. Nó nên á, mỗi một cụ ở đây á, mình siêng năng niệm Phật là mình có phần phước rồi cụ ơi. Những đức nói á, có phận cần gì lo. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có. Nên các cụ cứ mang một cái tâm làm sao mà hoan hỷ á, thì cái phước phần các cụ lớn cái lắm. Nhớ nghe. Còn thí dụ như mình ở đây mà cái tâm mình nó không hoan hỷ nghe các cụ, là nó khiến mình đi á, khiến mình đi lang thang các cụ ơi, khổ te tua nghe không? Đó. Nên á, bây giờ mình lớn tuổi mình già các cụ. Bây giờ như Đức nói cụ nghe câu này nè. Thật sự mà nói, ở ngoài đời có nhiều người sinh con nuôi con lớn rồi đó các cụ. Mà con bây giờ nó lo cho gia đình nó, chứ ngoài ra mà nó mà sâu sắc mà gần gũi nó lo cho mình, có khi nó không có làm được các cụ. Còn cái này không biết con ở đâu mà trên trời dưới đất gì nó chui lên gớt xuống nè, mà đâu mà nó đây nó chơi mình gì là được lắm đúng không các cụ? Đó. Trong lòng mình mà vừa bụng nghe là mọi mặt nó đều mình thấy nó được, nó vừa bụng. Được rồi, vậy là được các cụ ơi. Mà những đứa ngồi đây nhìn xuống thấy mấy bà cụ bà nào cũng trắng trẻo. Ồ, những đứa đi ngoài đường mà nhìn có nhiều bà già bán vé số mà đen thui ốm nhơm. Hôm qua những đứa chạy tới cái đèn đỏ gặp bà già, vừa đèn đỏ một cái bắt đầu là bà chạy ra bà mời giấy số người ta các cụ. Bà vừa chạy ra bà té một cái, bà đập cái đầu vô cái xe. Cái xe là cái xe mà cam nhông á, máu me chảy tùm lum chân ginh bà vô lề. Mà thấy già lụm cụm á các cụ ơi, mà tìm chén cơm manh áo á, thấy không? Mà khi chết đi là không biết đi về đâu á, đọa lạc đa phần. Còn các cụ ở đây dù cỡ nào cũng ăn chay niệm Phật, rồi được lo lắng cuối đời thì được hộ niệm. Cái này là quá có phước rồi đó cụ ồ. Không? Các cụ phải siêng năng niệm Phật nghe. Đó. Bây giờ mình lớn tuổi, mình già rồi cụ, bây giờ thời gian mình không còn bao lâu đâu, các cụ cũng tu trễ. Bây giờ thời gian còn lại này phải miết niệm Phật, vô chánh điện tu. Xong bước ra một cái là các cụ cứ bấm số niệm Phật đi. Ai nói gì kệ người ta. Thấy cái bà nào nhiều chuyện đến gần mình đưa cái máy niệm Phật lên mình làm nè. Ý nói là tôi niệm Phật mà đừng lỡ nói chuyện nhiều chuyện với tôi nghe chưa. Các cụ nhớ nghe, các cụ mà không chịu đưa cái máy lên cái bà nhiều chuyện đến gần là tiêu. Bà cập vô cái bên đây, chị ba tôi nói chị nghe cái này nè chị ba. Nãy tôi thấy cái bà đã lên trên điện bà tu, mà bà lại mà cái quần bà gách lỗ.
Thấy không? Nó nhiều chuyện nhiều điều chưa? Nè, rồi xong á. Chị tôi nói chị nghe nha. Có cái bà đó sùng sồn mà bà vô đây bà tu. Mà bà nói chuyện với cái chú Tâm Huệ mà trời thằng thấy ghê nói chuyện. Nè. Nó nói chuyện với chú Tâm rồi chú Trung mà bà nói thăng lắm. Mỗi lần vô là thấy mua cho cái gì đưa mà quán cái bọc đen thui à, tôi nghi lắm. Nà, xong cái bà kia hỏi lại, bà thấy thiệt không? Thấy thiệt không? Bữa nào bà thấy bà dẫn tôi là coi gì thử nghe. Nó nhiều chuyện đó cậu thấy chưa? À, ở trong cái chỗ đông người này cũng có đó. Nhiều chuyện nhiều điều đó. Nà, rồi có khi nói, à, chị ba biết gì không chị ba? Cái gì? Trời ơi, buổi tối nghe thấy có mấy cô sồn sồn xuống dưới cái cốc pha bột sắn uống. Trời ơi. Nó nên các cụ thấy không? Các cụ mà nói mà gặp mấy cái bà nhiều chuyện là tiêu á cụ ơi. À, mình ở ngoài đời mà đã nhiều chuyện mấy chục năm mà nó có được cái gì đâu. Vô đây dùng cái miệng niệm Phật các cụ ồ. Hiểu không? Đó. Rồi các ông cụ ông á, mà muốn có kết quả khi mình tu á, là bây giờ mình tập dễ tính. Mình tập dễ tính nha các ông cụ ông. Tập vui vẻ, tập á, dễ tính. Vậy thì mới được. Nhớ nghe mình á, mỗi người mình nhớ nha quý vị. Còn trẻ mà cho tới già này nè, tập dễ tính thì ai cũng nuôi mình, ai cũng thương mình. Còn khó tính là chẳng ai lắm. Mà cái người khó tính chết xấu quắc. Ở bên hộ pháp vào lúc đó có một ông cụ ông với bà cụ bà. Hai người này khó ác đảng. Tối ngày nhiều chuyện nhiều điều hung dữ. Dép dài giấu, gặp cái gì cũng giấu, đồ ăn ăn trên bàn xong đem về phòng cắt. Mỗi lần mà chuối để trên dĩa là ăn trái, còn trái bỏ vô túi cắt. Có khi uống chai nước, chai sữa này xong, giữ cái chai lại. Cái đầu tới giờ uống cà phê, có đầu để cái chai vô cái túi, có đầu gót vô, cái dặn cái nắp lại. Cái đầu đi ra ngoài cái gốc cây xài ngồi uống nữa. Cuối cùng á các cụ, cái tâm tham á các cụ. Hai người đó khi chết á các cụ biết sao không? Le cái lưỡi ra. Đầu thấy ghê quá. Mà le cái lưỡi ra, qua ra mà mắt nhìn nè các cụ. Mà cái tay thì ngồi tiêu rồi, xong luôn. Đó là khó tính đó nghe. Rồi tham lam. Nó gặp cái gì đồ ăn ngon là gấp lia gấp lịa. Còn đồ ăn dở là đẩy qua cho người ta. Thí dụ như cái dĩa mà đồ hũ kho cải chua, bà lựa mấy miếng đồ hũ bà ăn hết trơn, mới đẩy cải chua qua cho bà kia. Mình chơi vậy đẹp không các cụ? Không, đúng rồi. Sao mà đẹp được chứ, vậy là xấu quá trời xấu luôn. Hiểu không? Nó những điều những đức nói nghe, người trong chùa hay người ngoài đời gì nghe cũng cảnh giác vậy. Cảnh giác. Nó rồi á, đồ người ta phơi ngoài cái xào. Vậy mà ra lấy đồ á, bộ đồ nâu của mình là bộ đồ cũ. Vậy mà dám lấy bộ đồ mới của người ta đem về. Hoặc là cái quần mình gách đái, không chịu may lại mà rút cái quần của người ta còn cái đái ngon lành. Chứ vậy là đẹp một cái cụ. Không chứ vậy sao mà đẹp. Thấy không? Chơi gì là kỳ lắm nghe các cụ. Mà người vậy giảng sanh không các cụ? Không đâu. Người vậy không giảng sanh đâu. Chưa. À. Rồi cái người mà không chịu dùng cái miệng niệm Phật mà đi nói xấu người ta giảng sanh không các cụ? Không bao giờ giảng sanh. Mà cái người đó mà khi đi xuống âm phủ là quỷ sứ á, các cụ biết nó lấy cái gì để quýnh vô miệng không? Cái tay bằng sắt nó tán vô miệng, găng rụng hết trơn, miệng máu me không. Đây là những đức đọc trong quyển sách Hồi Dương Nhân Quả rõ ràng. Còn cái người mà ăn cắp của Tam Bảo là giảng sanh không các cụ? Cái tâm trộm cắp giảng sanh không? 100% không giảng sanh mà còn đọ nữa. Nó, chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ngài Hoàng Niệm Tổ nói rằng cái người mà ăn cắp của Tam Bảo đó, thí dụ như bây giờ bữa nay những đức cho mỗi cụ một cái máy nghe pháp rồi, mà bữa đó còn len lỏi vô để lấy thêm cái nữa để cho cháu tôi, cho người thân tôi,
Cái đó là gọi là cái tội gì cơ cụ? Ăn cắp. Mà ăn cắp của ai? Ăn cắp Tam Bảo. Mà ăn cắp của Tam Bảo là Phật khó cứu hơn tạo tội ngũ nghịch. Đáng sợ chưa? Nên bữa nay nhà Đức cho các cụ mỗi người cái máy nghe pháp rồi. Là bữa đó là qua lại Quan Âm thôi chứ tuyệt đối không có vô lấy máy nghe pháp nữa, nghe chưa? Dặn rõ ràng. Để cho Phật tử người ta đến đây, người ta ở xa, người ta đến người ta có. Không thôi người ta đến mà người ta không có, người ta buồn mình đó các cụ ơi. Tuy là mình đặt mình tặng người ta nhưng mình cũng hết lòng. Biết cái số lượng sao, chuyến này người ta điện thoại nheo nhóc hết trơn kìa. Rồi lễ lọc tới nè, người ta đến người ta đi vệ sinh đông đúc nè. Xanh quanh người ta ở đầy nè các cụ. Các cụ cố gắng dễ tính, đừng có la người ta nghe các cụ. Đừng có la chữ người ta nghe. Nó một có một hai ngày người ta cũng cúng dường, người ta lo cho mình. Bây giờ có dịp người ta lỡ người ta tu thì người ta vô người ta đi nhà vệ sinh đồ á, lỡ người ta gõ cửa đừng có bước ra sằng sổ với người ta nghe. Nó ở bên á, đây nè, con bà cụ già, người ta đến ta cộng tu thứ bảy mà bà, người ta bước vô nhà vệ sinh, ta gõ cửa, bà bước ra, bà nói nè, làm gì gõ cửa nhiều vậy, gõ cái bà xỉu. Tại bà già, cái cụ bà yếu quá mà hung dữ á, tự nhiên bà la lên cái bà té xỉu luôn. Cụ thấy ghê không? Nên đó là cái hành động không có đẹp đâu. Nên nó lễ lọc người ta đến ta tu, mình mừng cho người ta được đến chùa người ta tu nghe các cụ. Không có khó tính, không có la gầy người ta nghe chưa? Ừ. Nó mình ở trong chùa mà thấy người ta vô chùa tu á, mình mừng giùm cho người ta là mình mới có phước. Hãy có tâm vậy đó. Ở đây những đứa hướng dẫn người ta thích lắm nên người ta mới về chùa đông vậy. Chuyến này đông dữ lắm nè. Mà ở đây bữa nay cắt nhà vệ sinh nhiều lắm nên chuyến này người ta đi ì ì. Nên chú Tâm phải chia ban ra. Các cụ ở đây ai mà khỏe, mấy cô phải khỏe phát tâm rửa nhà vệ sinh, rửa cả ngày lẫn đêm, từ 6 giờ sáng rửa tới 6 giờ sáng bữa sau. Cả đêm nó đi cho mà thấy. Đi suốt luôn, đem một cái võng ra ngoài đó nằm. Hiểu chưa? Rửa suốt luôn đi, các cụ đeo phát tâm, dù là khỏi lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà cứ cần rửa nhà vệ sinh. Rửa suốt 3 ngày, rửa sạch sẽ, rửa không còn một miếng bợn. Ai vô đi mà lỡ đi ở ngoài lấy tay hốt, bỏ vô cái nhà cầu dội. Ai tiểu ở ngoài tạt nước cho sạch, không cần nói một tiếng gì hết. Các cụ làm được không các cụ? Hiểu không? Các cụ vẻ vẻ phát tâm đi, dù chưa lại 3.000 lại nhưng đây là Bồ Tát thật. Bồ Tát rửa nhà vệ sinh cho ta đi. Nghe không? Nhiệt tình làm đi, phát tâm làm. Nó mấy cô ở đây nè làm kỹ hơn. Nó chứ mày đưa mấy thằng trai nhỏ nhỏ này nó làm tầm phơ tí phèo mất công. Hiểu không? Rửa suốt luôn vậy đó. Phát cái tâm vậy đó, khỏi lại Quan Âm lựa một số cụ á, chú Tâm sắp xếp á, để rửa chứ không thôi mà không rửa đây rồi nó dơ hèm luôn á. Bước vô nhà vệ sinh mà lo bịt mũi đi không ra. Tại bịt mũi đâu có hơi đâu gặn. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi một cụ ở đây phải khỏe là chân thật phát tâm tu nhân tích đức. Nó còn mấy thằng trai nhỏ nhỏ này phải ngoan nghe không, làm việc phụ đồ, bố trí đồ, phụ việc này kia tuyệt đối ngoan, không có mà cái kiểu mà giỡn hớt lóc chóc. Ví dụ như các con đi, người ta về người ta nhìn các con ở trong chùa mà ngoan dễ thương đồ này kia là người ta khen, mà khen là các con có phước. Còn mấy thằng trai lớn lớn là bố trí nhân sự sao đó để mà làm việc, để phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, nhiệt tình hết lòng. Còn cho mấy bà cụ già yếu yếu nè, bà ngồi chỗ nè, bắt cho bà cái ghế bà ngồi nguyên hàng, đưa cho bà cái bát. Được chưa? Cho bà cầm cái bát. Xong á, ai mà bỏ vô thì chú Tâm phía sau gom. Không mà thấy tội nghiệp ghê, nuôi mấy bà già đó tội nghiệp. Nói vui vui vậy thôi, cái tội nghiệp ghế. Đem mấy bà già này ra bắt cái ghế ngồi và đưa bắt cái bát mà cũng cầm thiệt đó chứ không phải dễ đâu. Bây giờ những đức mà dạy mà nói bây giờ cầm cái bát đem ra rồi người ta cứ cầm cái bát làm vậy nè, bà con cô bác ơi cúng dường cho chùa đi, để chùa mưa sữa cho các cụ già uống, các bà con cô bác ơi. Cứ làm vậy là người ta cho tiền liền gì đâu.
Nhưng mà ai làm vậy kỳ cục á các cụ. Nói chơi chơi vậy thôi, mấy bà cụ già tội nghiệp ghê chưa. Nó ngồi đồ trời ơi mà. Công nhận nghe, niệm Phật á tuổi già nhưng mà mặt dễ thương nha. Không, đúng là cái người niệm Phật con nít nhìn cũng dễ thương mà mấy bà già cũng dễ thương. Kìa như bà cụ đêm nay mặt trắng tươi thấy không? Mẹ cô ấy qua đây nè, mặt trắng tươi cười đẹp ngon lành luôn. Nó không, đây là cụ chiến binh nè, ngồi nè không? 90 gần cả 100 tuổi không đó. Nó lớn tuổi vậy đó mà nhìn thấy sáng sủa lắm nghe. Nhận Đức nói nghe rõ ràng đó chứ không phải giỡn đâu. À, Nhận Đức lâu lâu qua thăm mấy cụ vui không các cụ? Nhận Đức càng ngày càng việc nhiều các cụ ơi. Chắc Nhận Đức coi chừng chết trước các cụ. Việc nhiều quá. Viết từ từ các cụ nghĩ đi. 2000 người không đơn giản đâu các cụ ơi. Chạy đôn chạy đáo tối ngày, chạy qua chùa này chạy qua chùa kia. Nhất là những điểm chùa lớn của mình bây giờ như Đại Tùng Lâm rồi chùa Mớ là điểm lớn mà nuôi con người đông nhất luôn á cụ. Nghe không? Đó. Càng ngày càng đông người ta. Mà cái cuộc sống bây giờ đâu có đơn giản đâu các cụ. Mà các cụ mỗi ngày ở đây cũng có cơm ăn áo bặn rồi cuộc sống rồi cũng thay đổi. Nấu ăn rồi. Lâu lâu mấy cô cũng chiên bánh xèo cho ăn. Hình như mới chiên bánh xèo cho ăn này phải không các cụ? Mới chiên bánh xèo. Rồi chủ nhật thì những đức kêu chú Tâm mua bánh trái cho các cụ ăn để sinh hoạt. Rồi mấy chú ông hát ca ông nhảy múa cho các cụ coi. Hiểu không? Nhưng đừng quay phim thôi. Mong thì sao cho mấy bà già bà vui thôi. Nó kệ mấy bà cụ ở trong chùa mà bà gì bà vui nên bà khỏe nè. Nhưng mà cái quan trọng các cụ là phải siêng năng niệm Phật nghe các cụ. Quan trọng là siêng năng niệm Phật đó. Rồi bây giờ thì bữa nay những đức cho mấy nghe pháp này nữa là nghe ngon lành nè. Mà coi chừng bị mắc. Coi chừng đây trong phòng mà lộn qua lộn lại đấu thừa ăn cắp rồi nè. Thấy không? Mà lỡ mà mắc rồi thôi nghe. Không có đấu thừa chị em nằm kế bên lấy của tôi. Coi chừng cho mấy nghe pháp này là vài bữa có sự chuyện nữa nè. Ở trong phòng chung á, cái đầu đêm á, lỡ nhà vệ sinh là chỗ nào bỏ quên bị người ta lấy mất tiêu. Xong cái vô cái nghi cái bà nằm kế bên nè. Tôi nghi lắm cái bà này nè. Cái máy nghe pháp tôi vừa để đi ra mất tiêu rồi nè. Đừng có nghi nghe các cụ. Nghi là có chuyện đó. Nó lỡ mà có rồi mà mắc rồi thôi. Cái máy nghe pháp mà để nghe pháp tu với ai mà nghe. Nghe ca nhạc vậy đâu sợ. Thấy không? Nó nhưng phải giữ cho kỹ nghe. Rồi sạc á là phải ghim cho đàng hoàng. Chứ mà chọt thí chọt đại để gãy cái chấu bên trong sạc không được. Là bỏ cái máy uổng. Đó. Nên là những đức nhắc hết trơn rồi đó. Nên bữa nay qua đây thăm các cụ rồi tặng máy nghe pháp. Rồi phiên các cụ niệm Phật. Bây giờ mấy thầy mấy chú ở đây mấy chú á, mấy ông nhiệt tình ông lo cho các cụ được rồi. Còn những đức phải lo rất nhiều việc. Lâu lâu những đức qua thăm các cụ một chút thôi. Còn ngày nào ở đây cũng bắt pháp mà đúng không chú Tâm? Ngày nào cũng bắt trực tiếp với các cụ ơi. Hình như bắt mấy bài trực tiếp phải không? À, nghĩa là những đức vừa giảng hồi sáng là một chút các cụ coi luôn rồi đó. Đó đó là coi trực tiếp đó các cụ. Rồi chủ nhật đâu á, chủ nhật từ hôm nay á, nếu mà các cụ muốn nghe pháp á, là chủ nhật bắt trực tiếp cho các cụ mỗi tuần chủ nhật buổi sáng cho cụ nghỉ, cụ chịu không? À, chủ nhật á, chủ nhật cho bác nghỉ bác ngồi đây nè, ngồi đây nghe pháp được không chú Tâm? Như mấy bà bên đại ông Lâm bác mừng lắm, nghe vui lắm. Chủ nhật á, cụ nào thích vậy đưa tay lên coi để coi số lượng coi. Rồi cho các cụ buổi sáng chủ nhật á, chú Tâm 8:30 cho cụ nghỉ đi, thờ đó nghỉ đi, vô đây ngồi nghe pháp chơi, hiểu không? Đó vui lắm, những đức giảng chủ nhật rất là vui, cụ ngồi nghe đi. TV này được không, coi được không? Nó vậy là được, kệ mỗi tuần cho mấy bà cụ bác nghỉ một bữa chủ nhật. Nó rồi tối chủ nhật thì được sinh hoạt, nó tội ngon lắm, vô mách. Hiểu không? Nó nghĩ nghĩ nhưng mà trên cái bảo tháp cứ bắt điệu khóa tu y thinh vậy đó. Hương linh nào thích tu lên chỉnh tu. Hiểu không? Hay là những cụ nào mà người ta thích lên chỉnh tu thì kệ người ta. Còn mà đa phần các cụ có thích ngồi đây nghe giảng vui á. Chủ nhật giảng rất là vui nghe. Nhưng mà cái âm thanh này có kết nối với cái lo không? Kết nối cái lo là lớn lắm á. Cho cụ nghe. Mà giảng chủ nhật rất là vui luôn cho các cụ coi, bà thích trực tiếp luôn. Nó hơi kệ mình sắp xếp làm sao.
cho các cụ bà vui. Bà vui thì bà thích niệm Phật à, hiểu không? Bà vui thì thích niệm Phật vậy đó. Nó lâu lâu một tháng vậy đó, một tháng lâu lâu một lần à, mà... cho bà nghỉ buổi trưa vậy đó, cho bà ngủ trưa, bà ngủ luôn tới chiều tối. Tháng một lần á, cho bà buổi trưa bà nghỉ bữa, bà ngủ bữa cho đã đi. Ok vậy ơi, như bản thân mình làm hoài khi mình cũng mỏi mệt, thấy không? Lâu lâu cho mấy bà già bà nghỉ ngủ trưa một bữa, bà ngủ cho bà ngủ luôn, đừng kêu gì chứ nha. Trưa nay cho bà mấy bà nghỉ bà ngủ đi, ngủ xong ngồi nghiêu ngao chơi vậy đó, vậy đó ngày mai bà chiều nay bà lên tu ngon lành lắm. Kệ, trời ơi, làm việc mà lâu lâu người ta còn nghỉ phép mà kệ, mấy bà cụ lâu lâu cho bà nghỉ một chút vậy đó. Tội nghiệp mấy bà già đi tới đi lui chân cẳng cũng nhức mỏi chứ. Nó nên cho bà nghỉ bà mừng lắm á. Rồi mai mốt á, đủ duyên á, những đứa làm cái la phong này lại cho các cụ. Làm cái la phong thạch cao lại là nó hết nóng à. Ừ. Nếu mà được á, là từ đây tới Tết nhất định những đứa làm, để những đứa hỏi hòa thượng mới được. Tại nhà hòa thượng cắt, những đứa muốn làm lại những đứa phải hỏi hòa thượng. Thấy không? Hòa thượng mà cho là những đứa cũng không có bao giờ tiếc tiền nữa các cụ. Những đứa làm cái la phong thạch cao y ran cái nhà to đó đó, ngoài đó đó cái cụ đẹp quá trời, các cụ thấy chưa? Mát lắm. Nó rồi bắt đèn chớp 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 cho các cụ chơi. Hiểu chưa? Nó không kệ mình thương mấy bà già. Nên những đứa nói mấy anh em chân thật mà thương các cụ già đi. Mấy đứa nhỏ phải kính thương các cụ, kính lão đắc thọ nghe các con. Hổn với các cụ già là các con mang tội chết yểu á, nghe chưa? Cái này phải nhớ kỹ á. Nên đây là một cái tấm lòng mà những đứa nêu lên để mong rằng khắp nơi nơi các người con nghe được á. Khi mình ở nhà với cha mẹ, mình nên báo hiếu cho cha mẹ của mình. Thấy không? Đừng có đợi cha mẹ chết rồi mình khóc, không có ý nghĩa gì đâu. Hoặc mâm cao cổ đầy cũng không có gì đặc biệt. Hãy báo hiếu khi cha mẹ còn sống. Còn nếu mà cha mẹ được vô chùa gì thì cũng có phước. Lâu lâu sắp xếp vô thăm cha mẹ nghe. Chứ đừng có đợi tới chết mới vô. Mà có vô thì phải niệm Phật, chứ đừng có vô bấm điện thoại. Có nhiều người cha mẹ mắc mà vô cứ cầm điện thoại bấm không à. Cái này nó lỗi đạo dữ lắm, không có hiểu. Nên bản thân chúng ta mỗi người phải nhắc nhở nhau. Nó nên nguyện tam bảo gia hộ cho đại chúng, rồi các cụ có sức khỏe, vui vẻ, tinh tấn niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, các cụ đều được Phật A-di-đà tiếp dẫn về cực lạc nha. A-di-đà Phật. Giờ mình cụng ly cái nơi này các cụ ơi, bưng chai lên. A-di-đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc các cụ vui vẻ nghe. Rồi. Chúng ta chắp tay hồi hướng cái nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Yeah.
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Yeah.